Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đã dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ 12, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Chi bộ 12 hiện có 48 đảng viên, lãnh đạo 2 tổ dân phố, gồm 205 hộ với 750 nhân khẩu. Thời gian qua, chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây hiện còn 6,3%. Các đoàn thể đã phát động và duy trì nhiều mô hình đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Công tác xây dựng đảng được chú trọng và có nhiều chuyển biến, nhất là việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Hàng năm, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên chi bộ đã tham gia nhiều ý kiến cũng như đề xuất các vấn đề về xây dựng đảng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế văn hóa ở khu dân cư, về giải quyết các bất cập kéo dài liên quan đến trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ cũng như công tác lãnh đạo của chi bộ 12 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đề nghị chi bộ đánh giá tiếp tục có giải pháp để khắc phục các khâu yếu mặt hạn chế, quan tâm tuyên truyền quán triệt các nghị quyết quy định của đảng đến với cán bộ đảng viên, cũng như lưu ý công tác chính trị tư tưởng. Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện cái chỉ thị 04 của thành ủy về nâng cao chất lượng đảng viên. Chúng ta thì cũng mong muốn là phát triển đảng viên, chúng ta đảng ta ngày càng mạnh về chất lượng và càng tăng về số lượng, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là cũng thực hiện là thà ít mà tinh, thà ít mà tốt, chứ không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Thì lưu ý là đến năm 2025 là phải 90% là tổ trưởng dân phố phải là đảng viên, và đến năm 2030 thì 100% đồng chí tổ trưởng dân phố là đảng viên. Thì các đồng chí lưu ý chỉ đạo cái việc này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cũng đề nghị chi bộ 12 sẵn sàng áp dụng khi thành phố triển khai sổ tay đảng viên điện tử, triển khai hiệu quả mô hình chi bộ 4 tốt, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, tăng cường công tác nắm bắt, phản ánh tâm tư và các vấn đề bức xúc từ nhân dân để các cấp giải quyết, đề nghị quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc quan tâm giải quyết các vấn đề chi bộ kiến nghị.